Trong hai ngày vừa qua ở Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn gây ngập sâu ở nhiều tỉnh thành. Tổng lượng mưa trong vòng 48 tiếng phổ biến từ 50 đến 100 mm, thậm chí ở Móng Cái, Quảng Ninh 382 mm, Thủy Nguyên, Hải Phòng 231 mm, Vị Xuyên, Hà Giang 300 mm. Ngày hôm qua ở Hải Phòng và Quảng Ninh, mưa lớn kết hợp với chiều cường đã khiến cho tình trạng ngập lụt khu vực này nghiêm trọng hơn. Mưa lớn cũng đã làm một số cây xanh bị gãy đổ gây thiệt hại về tài sản của người dân. Từ đêm qua đến sáng nay, mưa lớn ở Hà Giang khiến cho mực nước lũ trên sông Lô lên cao hơn cấp báo động 2 là 18 cm. Dự báo trong hôm nay, mực nước sông Lô sẽ đạt đỉnh trên báo động 3 là 80 cm. Dự báo mưa còn xảy ra trong sáng nay ở Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ mưa to trên 60 mm. Đến chiều nay, mưa sẽ giảm. Đề phòng trong mưa dông dễ đi kèm với sấm sét và gió giật mạnh. Ngoài ra có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối nay cũng mưa dông mạnh, có nơi mưa to trên 70 mm. Trong cơn dông dễ đi kèm lốc sét, gió giật mạnh. Vâng, và mưa lớn liên tục trong những ngày qua cũng khiến nước trên các sông suối nhỏ tăng nhanh. Đặc biệt là trên sông Lô qua Hà Giang thì sáng nay mực nước lũ đã vượt báo động 3, tức là ở mức lũ khẩn cấp ạ. Vâng, lũ ở trên sông Lô qua địa bàn Hà Giang thì đã lên mức khẩn cấp. Nhiều đoạn đường người dân bị mắc kẹt, nước lũ xối xả, đổ về, ngập đường xá, hoa màu. Chúng tôi sẽ kết nối với ông Giáp Mai Thùy, là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang để cập nhật thông tin chi tiết. Xin chào ông ạ. Thưa ông, đêm qua sáng sớm nay Hà Giang mưa rất to, lũ trên sông Lô lên cao vượt báo động 3, mức cảnh báo lũ khẩn cấp. Vậy tình hình ngập úng trên địa bàn cụ thể như thế nào thưa ông? Hiện nay qua đêm qua thì trên địa bàn tỉnh Hà Giang thì xảy ra mưa to và rất to, trên Vị Xuyên là xảy ra gần lượng mưa gần 300 ly. Hiện nay thì mực nước trên đoạn chảy qua sông Lô, đoạn chảy qua địa bàn thành phố Hà Giang là trên mức độ 3 là trên 1 mét. Thì trên địa bàn thì cũng đã xảy ra ngập úng một số tuyến đường nhỏ, và ngay từ đêm qua thì tỉnh Hà Giang, ủy ban tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các địa phương từ thành lập các cái tổ quản lý rồi các xã phường thị trấn là thực hiện túc trực để đảm bảo an toàn cho người dân. Và hiện nay thì các cái tổ quản lý như ban thường trực phòng chống thiên tai cấp tỉnh đang tiếp tục cập nhật thông tin rồi nắm bắt chỉ đạo các huyện để thực hiện cái công tác đảm bảo an toàn cho người dân. Dạ vâng, nhiều hình ảnh ở trên mạng thì cho thấy tuyến đường lên sông Nho Quế, Mèo Vạc bị sạt lở. Nhiều người dân và du khách đã bị mắc kẹt. Vậy đã khắc phục được hay chưa, và tình hình mới nhất hiện giờ ra sao thưa ông? Với tình hình mắc kẹt của người dân và du khách tại đường ra sông Nho Quế thì ngay trong đêm hôm qua thì các lực lượng chức năng tại huyện đã được chỉ đạo và giúp đỡ người dân và di chuyển đến nơi an toàn. Và hiện nay tại khu vực này thì lượng mưa cũng đã giảm và các người dân và cũng du khách cũng đã được di chuyển đến nơi an toàn. Dạ vâng ạ. Ngoài ra thì tình hình mưa lũ ở các khu vực khác của Hà Giang như thế nào thưa ông? Ông có lưu ý gì thêm không ạ? Hiện nay thì trên sông Lô và sông Miện mực nước vẫn đang lên, mặc dù là mưa giảm thì mực nước lên đã chậm hơn. Thế thì trên địa bàn tỉnh thì ngoài các cái khu vực vùng cao, các huyện vùng cao núi đá và khu vực núi đất, hai huyện núi đất phía tây của tỉnh cảnh báo mưa lũ, ống lũ quét, sạt lở đất, thì về phía ngập úng thì tỉnh cũng chỉ đạo hai huyện, các huyện vùng thấp như Bắc Quang, Quang Bình chuẩn bị ứng phó với việc ngập lụt do sông Lô rồi sông suối gây ra. Vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị, thông tin mới nhất về lũ trên sông Lô, cụ thể lúc 4 giờ 30 phút sáng, mực nước trên sông Lô tại trạm thủy văn Hà Giang đã cao trên báo động 3 là 5 cm. Dự báo trong ngày hôm nay, lũ trên sông Lô sẽ đạt đỉnh trên báo động 3 từ 1 đến 1m50. Cảnh báo các khu vực ven sông Lô tại thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên có nơi bị ngập lụt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất nơi có địa hình sườn đất dốc, ta luy trên các tuyến đường giao thông, các công trình xây dựng và ngập úng vùng trũng ven sông suối. 116 nhà dân ở vùng có nguy cơ sạt lở cao vùng đệm U Minh Thượng, Kiên Giang đã được địa phương hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.
Đến ngày hôm qua, sạt lở đường giao thông ở xã An Minh Bắc, Minh Thuận, huyện U Minh Thượng vẫn diễn ra. Đã có khoảng 454 điểm sạt lở, sụt lún đường giao thông với chiều dài gần 11,5 km. Với các đoạn đường sạt lở, sụt lún, địa phương đã mở 45 đường tạm, cắm hàng chục biển cảnh báo răng dây và tạm thời cấm ô tô lưu thông. Tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn ra rất nóng tại tỉnh Vĩnh Long. Chỉ vài ngày gần đây đã xảy ra 3 vụ sạt lở bờ sông Măng thuộc huyện Mang Thít và Vũng Liêm, sông Cái Cao thuộc huyện Long Hồ. Vâng, sạt lở thì cũng đã khiến cho hàng trăm hộ dân mất nhà cửa, mất đất sản xuất. Lo ngại sạt lở tiếp tục diễn ra, hiện tại nhiều gia đình đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản của mình đến nơi an toàn. Trong tích tắc, căn nhà tiền chế, nhà mát và bờ kè hàng chục mét của gia đình ông Thanh bị nước nhấn chìm, ước thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Để bảo vệ căn nhà chính, ông đang khẩn trương tháo dỡ gian bếp để giảm tải cho bờ sông. Đã làm hết cách, nhưng ông vẫn chưa yên tâm khi các vết nứt vẫn đang lan rộng. Để coi coi nó có tình hình có diễn biến gì nữa hay không. Nếu diễn biến nữa thì chắc là cũng phải dời thôi. Nhưng mà chú thì có bao nhiêu đất rồi thôi, dời cũng chưa biết dời đâu. Thì thôi để ráng coi khắc phục tình hình coi nó làm sao. Căn nhà nứt tứ bề, quá lo lắng, gia đình bà Phượng đành di dời tài sản ra hết bên ngoài. Hai đêm qua, 6 thành viên trong gia đình phải ngủ tạm ngoài hiên nhà. Tương lai đang là gánh nặng khi đây là mảnh đất cuối cùng của gia đình bà, trong khi sạt lở thì đang trực chờ nuốt chửng. Quan trọng là cần cái chỗ ở, hay là có cái nhà ở với nuôi mấy đứa cháu. Bây giờ là không có chỗ, không có nơi chứ. Nhà bên đó thì nó bị nứt tường rồi. Còn bên đây nhà kho thì mình sợ mình dỡ là những cái vật dụng gì có thể xài lại được á. Còn bên kia thì bây giờ dọn đi hết rồi. Không có, bây giờ bỏ cái nhà trống á. Vài ngày qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở bờ sông Măng, sông Cái Cao. Hàng trăm hộ dân bị mất nhà cửa, đất sản xuất. Nhiều gia đình phải di dời khẩn cấp. Nguy hiểm nhất là khu vực sạt lở sông Măng, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm. Dòng nước xoáy liên tục đạp vào bờ khiến người dân vô cùng lo lắng. Sạt lở đã tạo thành mặt cắt thẳng đứng với độ sâu khoảng 8 mét. Với hiện trạng bờ sông như thế này thì nguy cơ tiếp diễn sạt lở là rất lớn. Hiện tại người dân đang khẩn trương tháo dỡ những căn nhà có nguy cơ sạt lở cao, di dời tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm bợ. Để ổn định cuộc sống lâu dài, bà con mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long sớm khảo sát hiện trạng các khu vực sạt lở, có giải pháp ứng phó hiệu quả. Các trận mưa lớn diện rộng liên tiếp xảy ra những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã gây nhiều thiệt hại. Mưa lớn đã gây sạt lở đất đá tràn vào nhà ở của hơn 20 hộ gia đình, hơn 30 điểm sạt lở đất trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ. Nhiều nơi bị sạt trượt mặt đường, gây đứt gãy, ách tắc giao thông. Gần 100 hecta diện tích đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, ngập úng. Nhiều công trình trường học, kênh mương thủy lợi, chuồng trại bị hư hỏng. Từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 6, những trận mưa to nhiều ngày liên tiếp khiến các sông suối của địa phương xuất hiện lũ vừa, gây ngập úng cục bộ. Những tháng gần đây, tình trạng sạt lở đang diễn biến rất nóng tại huyện Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng. Nhiều diện tích ao nuôi tôm của người dân bị nước cuốn trôi. Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân sạt lở là do khi tàu cao tốc chạy qua, nhiều con sóng liên tục đập vào bờ, quét sâu vào các ao nuôi tôm. Năm 2022, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đã làm việc với công ty khai thác tuyến cao tốc Cần Thơ-Côn Đảo. Công ty cam kết sẽ mời các nhà khoa học của Đại học Cần Thơ đánh giá tác động của sóng tàu cao tốc gây sạt lở bờ sông, nhưng gần 2 năm qua vẫn chưa có kết quả. Dù mới là đầu mùa mưa, thế nhưng mà tại đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện hiện tượng thiên tai cực đoan như dông lốc, mưa lớn hay là sạt lở bờ sông. Mới đây trên địa bàn tỉnh Bến Tre, dông lốc đã quét qua các xã dân sông Tiền thuộc huyện Châu Thành, gây thiệt hại nặng nề cho nhà dân nơi đây. Phóng viên Anh Đào sẽ thông tin chi tiết. Trái sầu riêng trên tay tôi nặng hơn 3 kg và chỉ còn không ít lâu nữa thì có thể đã cắt tán rồi. Thế nhưng sau một cơn dông thì tất cả đã rơi ngã rạp dưới gốc cây như thế này. Chỉ với những hình ảnh này cũng đủ thấy cái mức độ bà con ở nơi đây đang chịu thiệt hại như thế nào. Đây không phải là vườn sầu riêng duy nhất ở xã Phú Đức bị thiệt hại. Thống kê chưa đầy đủ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Phú Đức, trên địa bàn hiện có trên 12 hecta vườn cây sầu riêng chôm chôm và các loại cây khác bị gãy nhánh đổ ngã. Ngoài ra, dông lốc còn làm đổ sập hoàn toàn 2 nhà dân, tốc mái 15 căn. Ngoài xã Phú Đức, dông lốc còn quét qua các xã Tiên Long,
Phú Túc thuộc huyện Châu Thành khiến hàng ngàn cây sầu riêng chôm chôm bị gãy cành, rụng trái, tróc gốc. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre cùng chính quyền địa phương đang thống kê cụ thể và triển khai phương án hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. Trước mắt là giải quyết khó khăn về nhà ở. Cơn dông lốc còn quét qua xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang với thiệt hại ước tính trên 100 triệu đồng. Tình trạng sạt lở ở vùng đệm U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang vẫn còn diễn biến phức tạp. Đến nay, địa phương đã ghi nhận khoảng 454 điểm sạt lở, sụt lún đường giao thông với chiều dài gần 11,5 km, ước tổng thiệt hại hơn 220 tỷ đồng. Đối với những hộ dân đang ở vùng có nguy cơ ảnh hưởng cao, hiện địa phương đã hỗ trợ di dời 116 nhà dân đến nơi an toàn. Các đoạn đường sạt lở, sụt lún, địa phương đã mở 45 đường tạm và cấm 30 biển cảnh báo dây dăng và tạm thời cấm ô tô lưu thông vào đường trên. Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng cần chu đáo chăm lo cho người dân có nhà bị ảnh hưởng để có chỗ ăn ở an toàn.